Nếu có dịp về Cà Mau, quý khán giả hãy tranh thủ ở lại một đêm hay là nhiều hơn ở đất mũi, nơi tận cùng cực Nam Tổ quốc, cùng người dân bản địa trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt đời thường. Và càng thú vị hơn khi tận hưởng không gian về đêm giữa mênh mông rừng Đức. Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn sáng lên, xuyên qua căn nhà sàn, dãy rừng Đức mênh mông như đứng lặng, mang đến cho du khách cảm giác mát lạnh yên bình. Rồi cái tình, sự chân thành của người dân đất mũi mang lại sự ấm áp thân thiện cho du khách. Về đêm, khi những con ba khía lên bờ, con cá mắc lưới, cua dính rập, thòi lòi dính câu, là thời điểm du khách sẽ được bơi xuồng, hít thở bầu không khí trong lành, rồi tự tay chụp dính con ba khía, gỡ cá, thăm cua. Đây là thằng quả thứ ba, thứ tư đó tôi. Ở đây anh em mình tha hồ vô ba khía nha anh em ơi. Giỏi quá, đồng dân sản xuất giỏi. Một buổi trải nghiệm lao động về đêm thấm mệt, trở về căn nhà sàn, du khách sẽ quây quần bên nhau, ngồi bệt dưới mặt sàn, cùng nhau kể lại thành quả của những chuyến trải nghiệm